Nhóm xin chào tất cả các anh cầu thủ ạ. Và đây là video 1039 của shop em nha các anh. Thì đầu tuần thì em lên hai video để các anh tham khảo nhiều sản phẩm nha. Thì còn hôm nay mới vừa về này, có cần lua các anh, cần lua, cần ISO fit. Dòng fit đỏ rất là đẹp nha, có 5m4 và 6m3 độ cứng 2, cần fit đỏ rất là đẹp, em sẽ lên đầu video này các anh. Và những mẫu ISO carbon Gamakatsu Olympic mới ken luôn 90-95%. Cần tay NFT Ola Plus hàng nội địa này, Enos này. Và một cây cần ISO câu biển nha, đầu một cây ISO câu biển của Daiwa. Hàng này hàng VIP luôn nha các anh, hàng siêu VIP siêu hiếm. Tại Việt Nam chỉ có một cây này thôi. Và những mẫu cần 2 khúc 3 khúc em lên phía cuối video này. Vì đây vào mùa lua rồi nên em cũng lên thêm vài mẫu lua ở đầu video á, để các anh câu lóc, câu chẽm này. Để mà mình câu thác lát, câu cá nước ngọt, nước mặn đều được nha các anh. Đấy, vài cây lua ở đầu video. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship đối với mỗi đơn cần là 40.000 nha. Em đóng ống nước, em ship có toàn quốc cho các anh ạ. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại có ghi bên góc trái màn hình 0933 111 365 nha các anh. Và nếu mà các anh mua từ hai sản phẩm trở lên hoặc là thanh toán trước á, thì bên em hỗ trợ miễn phí ship cho mình nha. Đầu tiên là một cây Ryobi ạ, cần câu lua máy đứng Ryobi dòng Reno Plus. Chiều dài của cây này nó sẽ là 1m68 nha các anh, độ cứng L, cần Hàn Quốc xuất Nhật ạ. Tải mồi từ 2 cho đến 10 gram, còn tải cá từ 4 cho đến 10 lb nha các anh, trên dưới 5 kg cá, còn có mã code và tem vàng xuất Nhật đầy đủ nha các anh. Hàng xuất Nhật thì nó sẽ được sản xuất này, và với cả chất lượng cũng theo tiêu chuẩn của Nhật hết, nên là các anh cứ yên tâm về chất lượng nha. Giờ nó gia công ở nước khác này, như là Hàn Quốc này, Thái Lan, Singapore, gia công ở nhiều nước khác nha các anh, nhưng mà đều vào đạt tiêu chuẩn của Nhật mới xuất sang được ạ. Toàn bộ dàn khuyên là Fuji lõi xứ xám, còn bát là dạng bát hãng nha các anh, bát hãng bát vàng, tay cầm cán gỗ cho mình. Cái này đánh luôn cảm giác nha các anh, luôn cảm giác nè. Đọt là 1 ly 7, trọng lượng 90 g, mã cân số 1 nha, giá 600.000 Ryobi, mã số 1 giá 600 ạ. Và tiếp theo mã số 2 là một cây cần lua máy đứng dòng Husky GS50 nha các anh. Chiều dài 1m5 ạ. Cây này sản xuất ở Hàn Quốc luôn các anh. Độ cứng L, tải mồi từ 2 cho đến 10 g, tải cá từ 4 đến 10 lb nha các anh. Cần câu lua máy đứng 1m5, độ cứng ML. Dàn khoen thì sử dụng là khoen Fuji loại sứ đen, dàn khoen 2 chân, đọt 1 ly 6, trọng lượng cần sẽ là 80 g nha các anh, khá là nhẹ. Bắt hãng bắt vặn, tay cầm cán mút này, cầm nó rất là nhẹ tay luôn các, cực kỳ nhẹ nha. Như cái này á các anh câu mương, câu lu mương lu suối câu cả ngày không mỏi tay luôn, vì cần quá nhẹ. 1m5 cứng ML. Đồng 1 ly 6, trọng lượng 80 g, và mã cần số 2, giá cái này sẽ là 590.000, 590.000 mã cần số 2 ạ. Tiếp theo mã số 3 em lên cho các anh một cây dòng Big Fit Power Cut, chiều dài 1m65 nha các anh, 1m65, và cây này có độ cứng là M. Tải mồi thì nó tải từ 4 cho đến 12 g nha, tải mồi. Cần lưu máy ngang nè, bên dưới nó sẽ có tay cò nha các anh. Và máy thì mình đặt nằm ở bên trên, mình ra dây bên trên này. Tay cầm cán gỗ vẫn còn nguyên siêu chưa bóc luôn ạ. Cần câu lưu máy ngang, chiều dài 1m65, độ cứng M. Và đọt của cái này sẽ là 1.7 ly, trọng lượng là 106 g nha các anh. Mã số 3 550.000, mã cần số 3 giá sẽ là 550.000 ạ. Tiếp theo mã số 4 em giới thiệu đến các một cây cần lưu máy ngang nha, dòng Combastic Empire. Chiều dài của cây này đó là 2m04 nha các anh, 2m04 độ cứng H, cần VIP này, một cây lưu VIP máy ngang 2m04 cứng H ạ. Cái dòng này hôm trước á, thì em về được tới một cặp hoặc là hay là ba cây lận. Thì nhớ có một anh khách, anh rất là mê cây này, là anh đã độ chế luôn, độ chế các máy ngang luôn, để câu máy đứng này. Rất là mê cái dòng này, cần VIP nha các, 2m04 độ cứng H ạ. Tải mồi thì nó tải từ 3/8 cho đến 1/2 OZ này, còn tải cá thì từ 10 cho đến 25 lb. 1/1/2 OZ này tải tải mồi được hơn 40 g nha các, tầm 40-42 g. Dàn khoen thì sẽ là khoen ba chân, khoen Fuji loại xứ xích ạ. Khoen ba chân, khoen Fuji xứ xích cho mình. Để mà các xem nha, khoen là khoen Fuji hết nha các, Fuji loại xứ xích ạ. Để xứ xích thì nó ra dây nhanh này các anh.
chống xoắn dây tốt, là nó ra dây rất là nhanh. Và các anh sử dụng mà thời gian lâu á, nó cũng hạn chế cái tình trạng mà mòn dây của mình. Đầu bu nguyên zin nguyên bản cho mình luôn nha. Bu nguyên zin nguyên bản nè, bu xít chống xoắn. Chiều dài 2,04 m, độ cứng hết nha các anh. Cần máy ngang sẽ có tay cò bên dưới này, phần tay cầm thì là cán mút ạ. Còn zin nguyên bản không hao hụt. Và cái này đọt sẽ là 2 ly, trọng lượng 181g nha các anh. 181g, mã con số 4. Và giá cần là 1.250.000, 1.250.000 mã cần số 4 ạ. Tiếp theo mã số 5 sẽ là một cây lua máy ngang Abugasia nha các anh. Lua Abugasia, nếu anh nào thích cầu ngắn hơn một tí thì mình tham khảo cây 1m8 này nha. 1m8, độ cứng ML, tải mồi từ 1/4 đến 1/2 OZ. À, nó tải được khoảng tầm 7-14g nha các anh. Còn tải cá thì từ 6-14 lb này. 1m8, độ cứng ML. Lua máy ngang Abugasia. Bắt hãng bắt bạn. Còn về phần tay cầm thì nó sẽ là dạng cán gỗ nha các anh. Tay cầm cán gỗ cho mình ạ. Bên dưới có logo này Abugasia, và đặc biệt cây này cũng dàn khoen là Fuji xứ xích luôn các anh. Dàn khoen của con Fuji loại xứ xích ạ. Còn cầu lua máy ngang Abugasia. Và đọt là 1 ly 9, trọng lượng 126g, mã cần số 5 nha các anh. Mã số 5, giá của cái này là 1.750.000, 1.750.000, cần câu lua máy ngang Abugasia, cần 1 khúc. Và tiếp theo mã số 6, em giới thiệu cho các anh một cây lua của Daiwa nha. Cần câu lua Daiwa, dầu mà Satech Zone. Chiều dài của cái này là 2m4 các anh. Dài 2m4, độ cứng L. Canh lua rê cá lóc này, hoặc câu cá chẽm, cá sột đều được nha. Thác lát, hoặc mình câu cá măng này, thoải mái nha các, tùy thể loại, tùy vùng nước của mình câu thôi ạ. Câu nước ngọt, nước mặn đều được. Và cái này sản xuất ở Việt Nam nha các, Việt Nam xuất sang thị trường Nhật, có mã có đầy đủ. Chiều dài 2m4, độ cứng L. Còn của hãng Daiwa này, có mã có tem vàng nha. Và bát thì sử dụng là bát Fuji nha các, bát Fuji vắt vặn. Tay cầm cánh mút. Còn câu lua đa qua, còn máy đứng ạ. Khoen cái, khoen đờ ba là khoen hai chân Fuji loại xứ xứ đen nha các. Cái này thì khoen với lại đầu bu đều zin nguyên bản hết, không có hao hụt hay là không có thay nha các. Độ mới thì còn khoảng tầm là 85%. Và vết xước lông mèo nha các, và vết xước lông mèo ở mặt bên dưới này, nhưng mà nó không có chạm đến phôi nha, không có chạm đến phôi bên trong, không có dập gãy hết đâu. Cần còn zin nguyên bản, chỉ xước sơn thôi các anh. Và đọt của cái này sẽ là 1 ly 8, trọng lượng 148g, mã cần số 6. Mã số 6 giá 890.000, 890.000 mã cần số 6 ạ. Tiếp theo mã số 7 là một cây Play nha các anh. Play là hàng Đài Loan xuất thị trường Nhật này. Như cây này cũng còn được 90% luôn, còn khá là mới. Bên em thì có ship cop toàn quốc nha các anh. Mình nhận hàng á, mình đồng kiểm hàng với bưu tá trước khi thanh toán với em nha. Và chiều dài của cây cần này là 2m7, độ cứng L. Dành cho các anh thích câu cần dài nhưng mà ngọn của nó mềm một tí, đánh cảm giác thì mình tham khảo nha. 2m7 cứng L. Play của Đài Loan xuất Nhật ạ. Tải mồi từ 1/16 đến 5/8 OZ. Còn tải cá từ 8-14 lb. Cần mềm nhưng mà nó tải vẫn trên dưới 7kg cá nha các anh. Còn gặp cá to hơn thì tùy thuộc vào kỹ thuật dòng cá của các anh thôi ạ. Khoen thì là khoen xứ xích nha các anh. Đi câu thì nó chủ yếu là phụ thuộc vào kỹ thuật của mình. Còn cần với máy thì chỉ phụ trợ thêm thôi nha các anh. Khoen xích nè, bát Fuji chữ vàng bát bạc ạ. Play. Và khoen đờ ba sẽ là khoen ba chân nha các, cũng là Fuji xứ xích luôn. Các nhìn cái xứ bên trong của nó còn rất là sáng, rất là mới nha, mới chưa có bị sơn cũ thêm 5 tháng luôn, xứ còn quá đẹp. Và đọt cần là 1 ly 8, trọng lượng 191g ạ. Cái này thì có mã số là số 7 nha các, mã cần số 7 có giá là 1.650.000, mã số 7 giá cần 1.650.000. Tiếp theo là mã số 8 nha các anh. Một cây của Smith ạ. Smith Flow Shop này. Cái này, Smith này là hàng nội địa Nhật nha các anh. Cái dòng Smith này là hàng nội địa Nhật luôn. Nó cũng nổi như là Shimano với Daiwa, vì cái dòng này thì chỉ chuyên về cần lua với lại cần dít thôi. Còn Shimano Daiwa thì có nhiều mảnh hơn như là ISO cần tay,
nó sẽ nổi tiếng hơn nha các. Còn Smith này vẫn là hàng nội địa này, chuyên về cần câu lua với lại cần giết ạ, cần giết biển, dòng flow shot. Chiều dài cần thì là 2m88 nha các, 2m88, độ cứng ML, tải màu 6-16g, tải cá từ 4-12 lb. Smith nội địa Nhật nha các, bát Fuji, bát vàng, tay cầm cánh mút ạ. Và khoen thì sử dụng là khoen hai chân, khoen Fuji xứ xích, khoen Fuji xứ xích. Anh có thể trải nghiệm thử cho dòng cần nội địa Nhật này nha. Khuyên với cả đầu bu đều là Fuji xứ xích hết nha các. Zin nguyên bản không hao hụt, không dập gãy ạ. 2m88, ngọn cần là 1 ly 8, trọng lượng 200g. Mã số 8 giá 2.150.000, 2.150.000 mã cần số 8 ạ. Và tiếp theo thì em sẽ lên những cây Sophie nha các. Đầu tiên là một cây đa hoa. Một cây đa hoa dài 6m3, độ kính 2 ạ. Đầu cây Sophie đỏ này 6m3, nhưng mà bên dưới này chiều dài thực họ ghi là 6m2 nha các. Thu gọn 91cm, cần có 8 lóng. Bát thì là bát Fuji FS7, bát gập. Dàn khoen Fuji loại xứ xám luôn ạ. Dàn khoen Fuji xứ xám cho mình nha các. Cần đi Sophie nè. Đọc 1 ly 4, có 3 khoen chạy tất cả ạ. Sophie đỏ thì nó vừa đẹp mà nó vừa bền nữa nha các. Vừa đẹp vừa bền. Còn Fuji thì được cái nó rất là dẻo dai này. Thì cái anh dòng cá, cái ngọn của nó sẽ cong vuốt luôn, cong vuốt hình chữ C luôn nha. Cái này ra cũng tương đối thẳng. Nếu mà hạ tay á, thì cái này sẽ được 3-3.5H nha các. Nếu hạ tay 3-3.5H. Phổ phiếp đỏ quá đẹp luôn. Là 6m3, 6m3 cứng 2 ạ. Và dàn khoen sử dụng là khoen Fuji xứ xám, có xước sơn nha các. Có xước sơn, còn 85%. Khoen Fuji xứ xám, bát Fuji, đọt cần 1.4 ly ạ. Và cây này có trọng lượng là 595g nha các, 595g. Mã cần số 1, giá cần sẽ là 590.000, 590.000 mã cần số 1 ạ. Tiếp theo mã số 2, số 2 sẽ là một cây ISO Daiwa này các. Cây này cứng 4, ISO fit mà độ cứng cao, cứng 4 này cũng hiếm lắm nha các. Một cây duy nhất cứng 4 này, các anh tranh thủ nhanh tay nha. Thế nào xem sớm chút sớm thì báo em ạ. Chiều dài thực họ ghi còn là 4m7 nha các. Trọng lượng 400g, thu gọn 91cm, 6 lóng ạ. Còn có 6 lóng. Độ cứng 4, độ cứng cao này các. Nó có nắp chụp như zin đi kèm. Cứng 4, cứng cao nha. Dàn khoen thì toàn bộ là xứ xám hết á, Fuji xứ xám, còn có 3 khoen chạy. Có 3 khoen chạy cho mình ạ. Đọt 1.5 ly. Còn cũng mới ken luôn này các. Cái này quá tuyệt nha, cái này còn được 85-90% tùy lóng này. Nếu mà hạ tay á, được trên 4H. Hạ tay trên 4H. Isofip độ cứng cao, cứng 4 như này cũng hiếm lắm nha các. Lâu lâu mới về được một cây này. Đồng 1 ly 5, trọng lượng 400g, ngoại hình nước sơn 90%. Và mã số 2. Mã số 2, cây đa hoa phép đỏ này có giá 500.000, 500.000 mã số 2 nha các. Và tiếp theo mã số 3 nha các. Số 3 là một cây ISO phép đỏ luôn ạ. Cây ISO phép đỏ khoảng Shimano, chiều dài 5m4, độ cứng 2 nha. Và cây này nó có tổng cộng là 7 lóng, chiều dài thu gọn thì là 94cm nha các. 94cm, tay cầm quấn chỉ nè và có cả quấn dây mây luôn. 5m4, độ cứng 2. Còn có nắp chụp đi kèm ạ. Hàng về như nào thì em gửi như vậy nha các. Hàng như nào em gửi như vậy cho các anh ạ. Và dàn khoen thì sử dụng là khoen Fuji, loại xứ, cái này khoen Fuji xứ xám. Nó có tổng cộng là 3 cái khoen chạy nha. 3 cái khoen chạy. Cần ISO phép đỏ Shimano 5m4 cứng 2 ạ. Cái 5m4 cứng 2 này nếu các anh hạ cần tay thì sẽ được khoảng tầm là 3-3.5H. Ngoại hình nước sơn còn 80% nha các. Có xước theo 5 tháng. Còn 80%. Xước thôi nha các, chứ không có chập gãy ạ. Vui lòng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em nha. Xước thôi, không chập gãy. Và đọt cần sẽ là đọt 1.4 ly. Cái này đọt 1.4 ly nha các. Còn ISO Shimano có trọng lượng là 460g ạ. Và mã cần số 3, 460g.
Mã số 3 giá 550.000, mã cần số 3 550.000. Tiếp theo số 4 là ISO carbon này các, ISO carbon Delight ISO 4m5 độ cứng 1.5 ạ. Bát thì sử dụng là bát Fuji FS6 bát gập. Bát Fuji FS6 bát gập. Cái dàn khuyên của cái này thì nó là Fuji sứ xám nha các. Khuyên Fuji sứ xám. Khuyên bát Fuji cho mình luôn. Một số khuyên bé, câu đơn này, ngồi bề, câu cá chát, cái gì giò, cá hanh. Và các anh có thể câu ghềnh nhé, ghềnh cầu cạn. 4m5, độ cứng 1.5. Đọc 1 ly 4 nha các. Đọc 1 ly 4, 4 khuyên chạy tất cả ạ, và còn có 5 lóng. Trọng lượng 206g, mã số 4. Mã cần số 4 giá 450.000, mã số 4 giá cần là 450.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5 nha các. Số 5 là một cây ISO carbon 4m5 độ cứng 2. 4m5 cứng 2, bác sử dụng Fuji FS6 bắt gập. Fuji FS6 bắt gập nha các, 4m5 cứng 2 này. Đọc cần là đọc 1 ly 4. Đọc 1 ly 4. Về được cây này mới lắm các. 5 lóng và nó có 4 khuyên chạy, ngoại hình mới kem 90% luôn nha. Ngoại hình mới 90% và giá rất là tốt, nên là nhanh tay thì chốt đơn sớm nha. Cái này em thấy ngoại hình rất tốt luôn các. Hàng về sau em báo tình trạng như vậy nha. Còn đẹp em báo còn đẹp, còn xước xác thì quay luôn trên video để các anh dễ hình dung tham khảo này. Các anh muốn xem thêm hình ảnh cần hoặc là video ra cần cứ inbox em nha. Cái này có lóng thì còn 85% xước nhẹ. Nhờ cái màu sơn á, các xem màu sơn còn rất là sáng, chưa có sờn cũ theo năm thấy gì luôn nha các. 4m5 cứng 2, hạ tay trên 4H, đọc 1.4 ly, trọng lượng 242g, mã số 5, giá cần 600.000. Mã số 5 và giá cần sẽ là 600.000 ạ. Tiếp theo mã số 6 là một cây Shimano nha các, Shimano Holiday 4m5. Cái này sản xuất ở Hàn Quốc ạ, Hàn Quốc xuất nhập có mã có tem vàng, bác sử dụng Fuji FS6 bắt gập. Có mà có tem vàng nha các. Nước sơn thì là màu xanh như này, rất là sáng cây cần nha, rất sáng cây cần. Khuyên cái, khuyên đại ba bên ngoài là Fuji sứ xám các, đọt 0.8 ly. Này cây Shimano bảng màu xanh này nó sáng nha các, cái bảng màu nước sơn này nó rất là sáng, rất là sáng cây cần luôn. Phôi thì 85-90% này, phôi ít xước ạ, 85-90%. Zin nguyên bản của Shimano nha các, zin nguyên bản Shimano, đọt 0.8 ly, đọt 0.8 ly. Và trọng lượng của cây cần tay chở máy này là 155g, 155g, khá là nhẹ nha các. Và mã cần số 6, mã số 6 giá 1.150.000, mã cần số 6 1.150.000 ạ. Tiếp theo mã số 7 sẽ là một cây Olympic Century nha các, Pro H dài 5m4, độ cứng 1.5 ạ. Cái này thì quá mới luôn, không có xây xước chỗ nào hết. Cái này mới 95%. Cần rất đẹp luôn nha các. Phô xoắn ít xoắn vậy cá hai da này. Cái này phô hai da. Hai da nhưng mà giá chưa tới 1 triệu luôn nha các. Giá đầu năm khai xuân rất là mềm, để các anh trải nghiệm thử do những dòng cần nha, những dòng cần bên nhà em ạ. Giá rất mềm khai xuân để các anh trải nghiệm nè. Và cần có tổng cộng là 6 cái khuyên chạy ạ, 6 khuyên chạy carbon xoắn từ ngọn, từ ngọn cho đến gốc luôn nha các. Xoắn nổi toàn thân từ ngọn đến gốc. ISO Olympic 5m4 cứng 1.5, cần sản xuất ở Hàn Quốc ạ, Hàn Quốc xuất thị trường Nhật. Đọc 1.4 ly, trọng lượng 247g, và mã số 7 nha các. Mã số 7 cây 5m4 này có giá là 890.000, 890.000 mã cần số 7 ạ. Tiếp theo số 8 sẽ là một cây Gamakatsu hàng nội địa Nhật, chiều dài 5m, độ cứng 2 nha các. Dài 5m cứng 2, cây này cũng còn 95% luôn, cần mới kem. 95% này, ISO carbon nha. Anh xem màu nước sơn, quá mới luôn ạ. Mới ken luôn nha các. Cái này quá đẹp, mới ken luôn. 5m độ cứng 2, Yamakatsu nội địa Nhật. Câu đơn nha các, đơn chắp thanh này,
hoặc hạ tay, nếu mà hạ tay câu đơn đài thì nó khoảng tầm là 4H ạ. Hạ tay đơn đài 4H nha các. Đọt 1.3 ly. Còn 1.3 luôn, isogramma nội địa nhờ. Độ cứng 2 cứng tốt nha các, ra cần thẳng không có bị vỏng nha. Trọng lượng thì là 277 g và mã cần số 8. Mã số 8 gamma này có giá 1.250.000, 1.250.000 mã cần số 8 ạ. Và tiếp theo mã cần số 9 là một cây NFT dòng Enos nha các. NFT dòng NF Enos nha các, chiều dài 9 m này, cần xăng chấm nha. Xăng chấm trôi hoặc canh đánh dịch vụ này. Có nắp chụp đi kèm đầy đủ ạ. Còn tay NFT hay nội địa. Nguyên zin nguyên bản luôn nha các. Nguyên zin nguyên bản, đầu bô xoay 360 độ chống xoắn dây. Carbon xoắn từ lóng ngọn ạ. Nó xoắn vân từ lóng ngọn luôn nha các. Xoắn vân từ lóng ngọn. Ngọn nguyên zin nguyên bản của con NFT carbon xoắn toàn thân. Chuyên chấm đê nào các, xăng mề. Câu cá tự nhiên nha, câu cá tự nhiên. Có xước nha các. Xước dâm theo 5 tháng, còn khoảng tầm 85% ạ. Nó chỉ xước thôi chứ các lóng vẫn còn nguyên zin này, không có dập gãy gì hết nha các. Nhận hàng mình được kiểm tra hàng thoải mái ạ. Dài 9 m, độ cứng 5H và đọt của cái này sẽ là đọt cần 1.2 ly, trọng lượng là 284 g nha các. Cần 9 m nhưng mà quá nhẹ luôn, chỉ có 284 g thôi. Phô tốt chất lượng cao nha các. Và mã cái này mã số 14. Mã cần số 14 giá 2.650.000, 2.650.000 mã cần 14 nha các. Và tiếp theo mã 15 là một cây NFT dòng Ola Plus ạ. Chiều dài cần 9 m, có 8 lóng đi kèm tất cả. Ola Plus nha các. NFT luôn, phô sóng vân. Ola Plus thì nó xoắn dạng kim cương các, phô kim cương. Dạ, phô kim cương cho mình ạ. Đầu vuông xoay 360 độ chống xoắn dây. Và phô là carbon xoắn vân từ ngọn nha các. Carbon xoắn vân từ lóng ngọn. Cái này cứng được 5 đến 6H này. Ra thẳng tắp luôn các, chuyên đánh dịch vụ. Dịch vụ trôi chấm sân hàng này. Tiếp dịch vụ canh bo thoải mái nha. Xăng đen, cái này xăng đen hiệu quả các. Để tê, cứng 5-6H. Rồi Ola Plus, nó sẽ xoắn dạng kim cương các. Con kim cương, con kim cương cho mình. Ngoài hơn nước sơn cũng 85% luôn nha, 85%. Và cái này có ngọn là bắt đầy tí ạ. Ngọn cần ngọn 1.5 ly nha các. Ngọn 1.5 ly. Và cái con câu tay này có trọng lượng là 298 g, 298 g, có nắp chụp đi kèm đầy đủ. Mã số 15 giá 2.650.000, 2.650.000 mã cần số 15 nha các. Và tiếp theo mã 16, một cây Sovip Dawa nè các. Thì Sovip Dawa bản này thì sản xuất ở Đài Loan nha, Đài Loan xuất thị trường Nhật ạ. Đài Loan xuất Nhật, chiều dài 5m2. Độ cứng nếu mà tính theo ISO mà khoen bé kia thì nó cứng tầm 5-6 nha các. Nếu mà hạ tay cây này 6-7H. Vì đây là dòng cần ISO câu biển nha. Cần đời cao của Dawa này. Cần ISO khoen câu biển nha các. Câu ghềnh, câu biển đánh sân hàng. Và đây mở ra xem ngọn của nó đây ạ. Ngọn cần ngọn 1.5 ly nha. Đầu bô thì Fuji xứ xích này. Fuji xứ xích. Và cần sẽ có tổng cộng là 7 cái khoen chạy tất cả nha các. 7 khoen chạy. Có định vị khoen, định vị lóng đầy đủ ạ. Có bo xoắn từ lóng ngọn. Định vị khoen lóng nha các. Nếu hạ tay cây này cứng tầm 6-7H cho mình ạ. Hạ tay 6-7H. Định vị khoen, định vị lóng này. Và dàn khoen đi kèm sẽ là khoen Fuji xứ xích nha các. Dàn khoen Fuji loại xứ xích. Màu nước sơn này là zin nguyên bản của con nha. Zin nguyên bản của con. Và cái này thì hiện tại là đã sold out rồi nha các. Sold out hết hàng rồi ạ. Rất là hiếm, bản này rất là hiếm luôn. Và hiện tại thì đã hết hàng rồi. Độ hiếm nó càng cao hơn nha các.
Dàn khoan Fuji xứ xích của mình cần đai qua 5m2, rộng là 1.5 ly ạ. 1.5 ly, và cái này sẽ có trọng lượng là 852g nha các. Trọng lượng của con 852g, cần đai qua bên dưới có khoen một dây bảo hiểm này. Và họ đã gắn sẵn để canh gắn trên trên tàu, trên thuyền lúc mình đi câu biển nha. Mã 16 giá cần là 3.150.000, giá sale nha các. Mã 16 có giá là 3.150.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 17. 17 một cây con 2 khúc phíp hàng tuyển chọn nha các. Cây này mới ken luôn, Secret 24, độ cứng từ 80 cho đến 100. Là nó cứng khoảng tầm cây này nó cứng khoảng tầm 90 nha các. Hồi nãy giờ em báo nhầm mã nha các. Bây giờ em báo nhầm mã. Cây tay chạm máy này là mã số 6 này. Số 6, số 7, số 8 nha, số 8 này. NFT 9m này là số 9. Còn cây Olaplus là số 10 nha các. Cây vừa rồi em lên là mã 11. Đấy, các anh chốt đơn thì mình báo cái cây cần tên gì, hoặc là dạng cần gì, ISO hay cần tay giúp em nha. Nãy giờ em báo nhầm mã. Cây Secret này là mã 12 nha các. 12 Secret 24. Và độ cứng 80 đến 100, nó cứng khoảng tầm 90 các. Cứng 90 và đo sẽ là 2.2 ly ạ. Dàn khoen thì là khoen sứ trắng cho mình nha. Dàn khoen là sứ trắng, bắt là bắt Fuji FS7, bắt gập luôn, tay cầm vẫn chỉ dài. Còn hai khúc phíp tuyển nha các, hàng mới ken và đảm bảo cần đến tay các này, độ mới 95% như trên video luôn, không xước xát nha. Lâu lâu mới về được một cây hai khúc phíp hàng tuyển chọn như này nha các, mới ken không vết xước. Đo 2 ly 2, trọng lượng 261g, mã cần số 12, giá 450.000, một cây phíp tuyển duy nhất nha các anh. Mã 12, 450.000. Và tiếp theo mã số 13 là một cây 2 khúc Alpha Taker, cây này chiều dài 2m1 ạ. 2m1 và đòn nó cứng tầm 80 nha các anh, cây này đọt cứng cao 80 đến 120 luôn ạ. Đọt to, đọt 2 ly 3. Đầu bu Fuji xứ xích chống xoắn dây nha các anh. Còn lại dàn khoen là khoen Fuji xứ đen. Đọt 2 ly 3. Phô xoắn 7 cá 2 da nè. 2m1. Cứng 80 đến 120 ạ. Bác sử dụng Fuji chữ vàng, giảm bắt vặn. Còn Alpha Taker bên dưới có khoen buộc dây bảo hiểm. Và tay cầm thì là dạng cán mút nha các anh. Tay cầm cán mút. Ở đây thì được làm nhám này. Làm nhám. Các anh ráp còn vào mình rút ra nó sẽ dễ hơn nha. 2m1 đọt 2 ly 3, trọng lượng 243g, và mã cần số 13 nha các anh. Mã 13 giá của cái này 850.000, mã cần 13 giá là 850.000 rồi. Và tiếp theo mã số 14 nha các anh, một cây cần 3 khúc của dòng Promarine 2 Carbon Rod, chiều dài 3m3, độ cứng 50 ạ. 3m3 cứng 50, cần 3 khúc Carbon, khoen thì sử dụng là khoen Fuji xứ đen nha các anh. 3m3 cứng 50 nè, khoen Fuji xứ đen. Bắt là bắt Fuji luôn ạ. Bắt Fuji, bắt vặn. Promarine nha các anh. Mở các xem nha, phôi carbon rất là dày luôn. Khoen bắt Fuji cho mình ạ. 3m3 cứng 50. Và ngọn của cây này, ngọn cần sẽ là ngọn ngọn. Một cách đợi tí ạ. Cây này ngọn 2 ly nha các anh. Ngọn 1 ly 9, 2 ly nè. Còn trọng lượng thì nó là 395g nha các, 395g một cây cần 3 khúc cứng 50. Phù hợp câu ngâm này, lăn xê, cá chép, cá chim, canh câu thoải mái nha. Ngâm lăn xê ở sông hồ đều được hết ạ. Và mã cần số 14 giá 880.000, mã 14 nha các, giá cần 880.000 ạ. Và tiếp theo mã số 15 là một cây cần 3 khúc Sakura nha các, chiều dài 36 ạ. Sakura 3m6 hàng nội địa Nhật. Và dàn khoen sử dụng là khoen Fuji xứ xám cho mình. Cái này dàn khoen Fuji xứ xám. Đầu bu thì là đầu bu xích nha các. Đầu bu xích chống xoắn dây này, ra dây nhanh. Còn khoen thì sử dụng khoen xứ xám ạ. Còn 3 khúc Sakura hàng nội địa Nhật 3m6, đọt của cái này nó cứng được tầm 50 nha các. 50, 5 lăng xê, sông hồ này, cá chép, cá chim. Câu đa dạng nha các, đa dạng địa hình, phôi khá là dài. Sakura dòng này mình vừa câu vừa sưu tầm luôn nha các, hàng nội địa Nhật, tay cầm cán gỗ này,
Đấy, cái cánh gỗ của nó làm rất là khác biệt so với những cái cánh gỗ mà cần đu cần ba khúc khác nha các. Cái màu nó rất là khác biệt luôn, rất là đẹp nha. Sakura nội địa Nhật. Và đọt Hali 2 trọng lượng 463 g, mã cần số 15. Mã 15 và giá cái này 1 triệu 200 nghìn, 1 triệu 200 nghìn mã số 15 nha các, vừa câu vừa xương tầm ạ. Tiếp theo 16 sẽ là một cây Dawa Kenzaki 24 độ cứng 200. 24 cứng 200 nha các. Đọt rất là to nè. Đọt của cái này nó tới 5 ly 3 luôn nha các. Săn hàng cá lớn, câu biển thoải mái nha, câu ngâm đáy biển đều được nè. Dân khoen thì là Fuji xứ xám. Đọt 5.3 ly. Cây Kenzaki này hàng Korea nha các. Korea xuất thị trường Nhật, bát Fuji dạng bát vặn, tay cầm cánh gỗ màu đen nha các. Phôi tiếp rất là dày luôn, phôi siêu dày. Đọt 5 ly 3, trọng lượng 595 g và mã cần 16. Giá cái này là 686.000, 686.000 mã cần 16 nha các. Và tiếp theo mã số 17 là một cây 2 khúc 24 độ cứng 200 ạ. Cái này là dòng New Maximum Power này, hàng nội địa Nhật luôn nha các. Cái này đọt to, đọt 5 ly 3, hàng nội địa Nhật. Độ cứng 200 nha các. Và dàn khoen sẽ khoen Fuji xứ xích toàn bộ luôn ạ. Cái này rất là xịn nha các. Rất là xịn, từ khoen cho đến đầu bu đều là Fuji loại xứ xích hết. Cái đầu bu của nó là dạng đầu bu rồng rọc như này nha các. Có một thêm một cái xứ xích ở đây nữa. Còn khoen cũng là khoen Fuji xứ xích luôn. 2m4, độ cứng 200. Thì hôm vừa rồi em có lên, hôm chủ nhật hôm qua đó em có lên một cây 2m1. Thì có một anh khách ở Khánh Hòa ủng hộ em rồi. Giờ em còn cây dài hơn một tí, 2m4. Khoen cũng xịn lắm nha các. Cây kia thì cũng cùng dòng này thôi, cũng còn cùng dòng này thôi, mà cứng cao hơn tí. Còn cây này thì cứng 200, đọt 5 ly 3, bách hãng bách vặn ạ. Ở đây thì làm nhám nha các. Ở tay cầm này làm nhám. Đọt 5.3 ly. Và trọng lượng của cần là, rồi cân đợi một tí ạ. Cân đợi một tí. Maximum, hàng nội địa Nhật. Và cái này có trọng lượng là 885 g nha các. 885 g, 2m4 cứng 200, mã số 17 và giá của cái này là 1.650.000. 1.650.000 mã cần số 17 nha các. Và tiếp theo mã số 18 là một cây cần 3 khúc ạ. Một cây cần 3 khúc Ruby dòng Pro Skyer, chiều dài 3m9, cây này xế nè các. Cần 3 khúc xế nha. Pro Skyer nào câu lục đánh bạc bãi. Bạc bãi cái này nó nhẹ lắm các anh, vì nó là phôi carbon. Phôi carbon nó sẽ nhẹ hơn cần fit nhiều này. Vừa nhẹ vừa cứng hơn, phôi khá là dày. Khoen thì sử dụng là Fuji xứ xám có phát quang nè các anh, câu ban đêm á mình sẽ thấy cần nha. Nó có ba khoen cần lục nha các anh, ba khoen. Khoen thì là khoen khoen gập như này hết, rất là tiện lợi canh di chuyển này, hạn chế cái việc gãy khoen nha. Ruby Pro Sky ngoại hình 85%, 3m9 cứng xế, cứng 30, bát Fuji FS8 bát gập ạ. Và cần đọt to nha các anh, đọt 4 ly, tay cầm cán gỗ. Đọt 4 ly trọng lượng là 700 g. Cây này có mã số cuối cùng, mã 18. Giá cần là 1.550.000. Mã 18 1.550.000 nha các. Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn xem hết video của kênh em ạ. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhé. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ kênh em nha các. Chào tạm biệt các bạn ạ.